Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ tiếp tục là jQuery. Thì jQuery mình sẽ gì? Mình sẽ lấy cái bốc không này. Bây giờ mình sẽ lấy cái thằng bốc không này ha. Bây giờ mình lấy cái thằng bốc không này, mình ví dụ cho phần là phát in và phát out, có nghĩa là ẩn hiện ha, ẩn hiện với hiệu ứng ha, ẩn hiện với hiệu ứng. Thì đầu tiên mình sẽ gì? Mình sẽ khai báo cái thằng bốc không này ha, mình muốn ẩn cái thằng nào. Bây giờ mình muốn hiện cái thằng ẩn cái thằng bốc không này thì mình khai báo thằng ID bốc không ha, sau đó mình click vào là pack out thôi. Pack out đây là một cái gì, cái hàm của thằng jQuery. Pack out thì các bạn trong đây các bạn sẽ khai báo cho mình một cái gì, một cái số giây. Ví dụ như mình muốn nó ẩn trong vòng 5 giây thì mình khai báo là 5.000 ha. Rồi bây giờ các bạn refresh lại thì mặc định bây giờ các bạn khi các bạn click, các bạn xem ở dưới cái code nè, khi các bạn click nè bốc không này ha, khi các bạn click thì mặc định opacity nó sẽ giảm dần, có nghĩa là nó sẽ chạy từ 5 giây ha. Đó, sau nó chuyển thành là display none. Thực chất ra là hiện ẩn có nghĩa là nó sẽ ẩn cái opacity đó đi, sau đó là nó chạy hết số giây rồi bắt đầu là nó xuất hiện cái style display none ha. Bây giờ mà mình thực hiện lại lần nữa các bạn xem nè ha. Click me đây ha, opacity nè, nó sẽ giảm dần. Nó sẽ chạy tự động chạy nè. Và nó ẩn luôn cho các bạn. À, rồi ví dụ như cái thành phần fact in thì sao? Fact in có nghĩa là hiện ra. Bây giờ là hiện ra. Thì bây giờ là mình sẽ khai báo một cái hidden để ẩn gì? Để ẩn cái gì? Cái bốc không này đi. À, xin lỗi bạn ha. Mình sẽ fact in. Đó, in có nghĩa vào, out có nghĩa là ra ha. Rồi mình refresh thì mặc định bốc không nó sẽ biến mất, nhưng mà khi mình click vào click me nè, mặc định nó sẽ thực hiện cái dòng jQuery này là nó hiện cái gì, cái bốc không ra, click đó, nó từ từ nó fake ra ha, nó từ từ nó tăng cái độ opacity ra, sau đó là thay vì display none thì nó sẽ là display block đó ha. Thì fake in fake out thì các bạn cứ tăng số giây lên thôi, 2 giây nè, đó này là cái số giây tự động thôi ha, click nè tự thêm đó. Fake out, ví dụ fake out thì các bạn sẽ gì, sẽ không có hidden, không có ẩn ha. Đó, rồi click một cái nó sẽ từ từ nó ẩn, nó sẽ từ từ nó chạy và nó ẩn đó.